À, em thấy người ta bán có cây sứ cánh đơn á, mà có cây thì cũng 50 ngàn, mà có cây lên cả triệu. Người ta dựa vào đâu để người ta định giá được một cây sứ? Thì giá nó có thể 500-700 ngàn cho đến cả triệu bạc. Mình sở hữu, mình cứ nghĩ trong đầu mình sẽ sở hữu bằng được cái cây đó. Hai vợ chồng chào các bạn, một ngày mới tốt lành. Mình có một bạn hỏi mình là anh ơi, em thấy người ta bán có cây sứ cánh đơn á, mà có cây thì cũng 50 ngàn, mà có cây lên cả triệu. Tại sao vậy anh? Người ta dựa vào đâu để người ta định giá được một cây sứ? Mà em thấy có hoa nó cũng giống nhau, mà có cây thì lên có 50 ngàn à, mà có cây lên cả triệu. Vậy là sao anh giải thích giùm cho em? Thật ra những cái câu hỏi này á, ngày đầu mà bắt đầu mình biết lai hạt sứ, mình biết chơi sứ hạt thì mình cũng đã nghĩ rồi. Ủa, người ta dựa vào đâu mà tại sao cái cây nó cũng giống nhau như vậy, mà tại sao cái cây là 500-700 ngàn cái triệu bạc, còn cái cây có 50 ngàn mà chăm sóc giống nhau? Thì cái câu hỏi là thật chính đáng. Bây giờ mình nói với các bạn thế này nè, có một nhà kinh tế học á, người ta nói rằng là giá trị của một sản phẩm thì bằng giá trị vật chất cộng với giá trị cảm nhận. Giá trị vật chất là ở chỗ nào? Ví dụ như một cây sứ nè, ở một cây sứ cánh đơn nhé, một cây sứ cánh đơn thì nó cũng cái màu hồng như thế này đó, hoặc là một cây sứ cánh đơn như thế này, hoặc là một cây sứ cánh đơn như thế này, thì giá nó chỉ có 50 ngàn thôi. Còn một cái cây sứ cánh đơn thí dụ như là cái màu nó đẹp như thế này thì giá nó có thể 500-700 ngàn cho đến cả triệu bạc. Thì giá trị vật chất là cái gì? Giá trị vật chất là ở một cái cây cao thấp hay là lớn nhỏ người ta không thành vấn đề, mà ta giá trị ở cái hoa. Thứ nhất là ở cái màu sắc, cái màu sắc nó khác lạ, nó không giống như tất cả các màu khác, gọi là cái màu lạ đó. Cái thứ hai nữa là cái hoa nó phải đẹp, rồi cái màu sắc in trên đó là nó phải khác, nó phải chuẩn, nó phải có một gì đó khác lạ với tất cả những cái hoa khác. Những cái hoa khác thí dụ như nó màu hồng như thế này thì hầu như cây nào nó cũng ra màu hồng, hoặc màu đỏ như thế này thì cây nào nó cũng ra cái màu đỏ, thí dụ vậy nha các bạn. Thì giá trị ở một cái sản phẩm hoặc là một cái gì đó thì nó ở chỗ là hiếm, tức là khi nó đại trà thằng nào nó cũng giống nhau thì cái giá trị nó rẻ, còn khi mà cái thằng nào mà nó khác lạ, nó khác trong một cái đám 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 đông thì nó lại giá trị hơn, là người ta thấy lạ, định giá nó cao hơn. Chứ thật sự nó không có một cái tiêu chuẩn nào mà để định giá được một một cái cây lan là tiền triệu hay là một cây lan 50 nha các bạn. Trong khi đó một cây cánh đơn thì đối với những cái người mà không biết chơi á thì người ta thấy nó giống nhau đó. Thì cái cây 50 ngàn thì cái hoa nó cũng chả khác gì cái cây 1 triệu bạc, mà tự nhiên đi bỏ ra 1 triệu bạc để mua một cái cây là mà thật là vô lý. Trong khi đó bao nhiêu việc để phải lo, nhất là những người đàn bà như vợ con của mình á, người ta không có thích chơi, ta thấy mình mua vài 300 ngàn hay là 1 triệu bạc người ta cũng nóng lòng lắm. 1 triệu bạc á, so để với các bà thì các bà lo rất là nhiều, tiền học tiền hành cho con, tiền đối nhân xử thế, tiền ăn tiền uống hàng ngày, nó là chi tiêu, thì 1 triệu bạc rất là lớn. Mà trong khi đó mình dám lấy lén 1 triệu bạc để mình ra mình mua một cái cây như thế này thì đối với các bà là vô lý, không thể chấp nhận. Nhưng mà đối với mình chơi thì khi mà mình đã thích cái màu đó rồi thì mình cũng phải mua cho bằng được. Đó là cái gì? Đó là giá trị cảm nhận của người mua. Như vậy người ta nói rằng là giá trị của một sản phẩm bằng giá trị vật chất cộng với giá trị cảm nhận. Khi mình đã cảm nhận mình thích rồi á, thì mình bằng giá nào mình cũng phải sở hữu cho nó bằng được. Mắc cỡ nào mình cũng phải ráng mình chạy tiền mình mua cho bằng được cái cây sứ mình thích. Mình cũng từng kể chuyện với các bạn ngày xưa cái phong trào cá La Hán. Một con cá mà vài 3 triệu bạc trong khi nó bằng một ngón tay hai ngón tay. À, mà trong khi một cái cá người ta bán ngoài chợ nó bự chà bá có vài 30 ngàn, mà trong khi con cá nó có nhỏ xíu bằng ngón tay hai ngón tay mà vài 3 triệu bạc, có khi 5-6 triệu bạc à. Thì giá trị cảm nhận, tức là cái người ta thích thì cái giá nào người ta cũng phải mua, ta sở hữu cho bằng được. Ví dụ như ở một cái cây sứ đó người ta thấy đẹp, người ta thích rồi mà, thì người ta bằng giá nào người ta cũng phải đi săn đi đón, mình sở hữu, mình cứ nghĩ trong đầu mình sẽ sở hữu bằng được cái cây đó à. Tiền bạc thì ở kiếm được, nhưng mà cái cây nhiều khi mình thích rồi mà mình không sở hữu được là
nó ức chế lắm. Cho nên là mình bằng giá nào mình cũng phải mua bằng cái sổ cho bằng được. Thì đó là cái giá trị cảm nhận của người mua. Khi với những cái người mà ta chơi ta đam mê rồi thì cái giá trị cảm nhận nó quan trọng lắm. Mình giống như cái cây sứ mà nó mới về một cái màu hoa đó, mình thấy độc lạ là người ta rao ta bán, mình cũng phải sở hữu cho bằng được. Mình bằng giá nào, như chính hoa ba trồng này cũng vậy này. Cái màu nào mà nó đẹp đó nha, là hoa ba trồng cũng phải ráng cố gắng coi như sở hữu cho nó bằng được, là cái cây của cái màu đó, chứ mình không thể nào mà mình bỏ qua được. Tại mình thích mà, mình thích rồi mình cũng phải săn đón sở hữu cho bằng được cái cây đó đó, là để cho mình có với người ta à, nó là như vậy. Cho nên cái giá trị cảm nhận của người mua nó quan trọng lắm. Khi mình đã thích rồi thì mình bằng giá nào mình cũng phải mua cho bằng được cái cây mình thích đó. Cái vấn đề đó mình cũng đã nghĩ lâu rồi, mình cũng đã nghĩ tới lâu rồi. Mình cũng không biết dựa vào đâu tại sao người ta định giá một cái cây sứ nó mắc như thế. Một cây sứ trong khi đó mình chăm sóc nó cũng giống nhau. Mình cũng đã từng nói tâm sự các bạn, một cây sứ chăm sóc giống nhau cả. Từ nhỏ cây con nó lớn cho đến khi nó có hoa thì chăm sóc giống nhau, mà nó chỉ giá trị được có 50 ngàn. Một cái cây sứ mình cũng chăm sóc y chang vậy, nhưng mà giá trị 500-700 ngàn cả triệu bạc. Nó là như thế. Mình có cái cây sứ màu trắng này các bạn. Màu trắng này mình nghĩ là chắc nó nhiều lớp đó các bạn. Cứng lắm, cứng ngắc à. Mình nghĩ chắc cũng 3-4 lớp vậy đây. Con của bạch tuyết đây. Đó. Mình là ngọc băng thì mình ít like, tại vì mình không có thích ngọc băng. Mình chỉ thích bạch tuyết tại nó hoa nó 4 lớp mà nó bự, nó thơm, nó hương thơm nữa. Cho nên là mình hồi từ trước giờ mình like bạch tuyết không à. Ngọc băng mình cũng chưa like, năm nay bắt đầu mình mới like ngọc băng nè. Ngọc băng với hàng xương năm nay mình mới like nha các bạn. Cái có nhiều bạn nói là cái cây cam thảo á, màu nó không có đẹp mà mình thấy nó đẹp các bạn. Nè cây cam thảo nè. Bạn thấy không? Hoa cam thảo nè. Này cây cam thảo mình nó trổ nhiều ghê, thương không? Hoa cam thảo các bạn thấy đẹp không? Cây cam thảo mình để mình like nha các bạn. Mình like cái cây cam thảo này, nếu có hoa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn cái cây này là cái cây rút berlity nha các bạn. Cây rút berlity này nó trổ quá trời. Cái cây này nó cũng sai hoa ghê luôn các bạn. Này, các bạn thấy này, dần nụ lĩnh khỉnh lãng khảng luôn. Mà cái mùa này nè, nó chuyển thời tiết, cái bông rút berlity này nó trổ nó không có khoe sắc tối đa. Cái bông rút berlity mấy kỳ mà mình quay cho các bạn coi đó, nó đẹp lắm. Cái này nó trổ không có đúng cái màu của nó các bạn. Nó bạc bạc, nó mét mét làm sao. Còn bông rút berlity nó trổ đúng đẹp lắm các bạn ơi. Còn cái thằng Lạc Long Quân nữa các bạn thấy không này. Wow trời. Trời ơi, cái dàn hoa của Lạc Long Quân này các bạn. Nè, bạn thấy nè. Trổ như một rừng hoa luôn. Quá trời hoa Lạc Long Quân này nó trổ quá trời nhiều. Mà cái thằng Lạc Long Quân này cái trái nó nhỏ xíu các bạn. Mà một trái nó được có vài ba hạt à. Cho nên mình không có thích lai vậy. Hoa thì đẹp, nhưng mà mình không có thích lai nó. Tại vì cái trái nó không có chất lượng. Nhiều khi một cái trái nó 3-4 tháng trời nó được có vài ba hạt, mà đâu có đủ cung cấp cho các bạn đâu đó. Cho nên còn cái cây này là cái cây hỏa sơn nha các bạn. Các bạn nên, khi có trái các bạn nên sở hữu cái cây hỏa sơn này. Nó đẹp lắm các bạn ơi. Ở ngoài nó đẹp cực kỳ luôn đó. Nó đẹp lắm. Cái cây hỏa sơn này mà các bạn không sở hữu thì một cái sai lầm. Nói chung là cái màu nó tím, nó tía như là nó đẹp lắm. Rất là cực kỳ đẹp luôn. Màu ngoài nó tía lắm nha các bạn. Hồi xưa mình có một cái cây hỏa sơn mà mình bán 200 ngàn, 250 ngàn. Cho các bạn nào ở Sài Gòn mình cũng không nhớ lắm rồi. Nó là con của hỏa sơn nè. Thì đối với các nhà vườn khác là sao không biết, chứ người ta nói là lai thì nó không có giống cha giống mẹ, chứ mà mình thấy nó cũng giống nhiều các bạn. Ừ, mình lai hỏa sơn nó cũng ra hỏa sơn, lai rất tây lơ đi nó ra tây, lai bạch tiết ra bạch tiết. Nói chung là ăn thua nơi khi các bạn lai á, thì các bạn phải lấy cái phấn của nó để lai qua cái cây của nó, thì nó toàn tính như vậy thì nó ra nó giống cha giống mẹ rất là nhiều. Nói chung là mà nó đẹp thiệt đó các bạn. Các bạn thấy nè, quá xuất sắc luôn. Thế cây hoa sơn này đẹp thiệt á. Nên sau này có trái thì các bạn nên sở hữu nó rất là đẹp luôn. Nó tía mà cái màu nó tía nó dễ thương, đẹp vô cùng luôn á. Còn cái thằng Lạc Long Quân này là nó hai màu sắc nha các bạn. Này nó mới ra là nó trổ nó màu trắng nha các bạn. Rồi nó trổ nó màu trắng. Khi nó trổ xong nó đi trổ một ngày nó ra màu như thế này.
Còn nếu trổ 2-3 ngày nó ra như thế này, nó nhiều màu sắc. Thì các bạn nói rằng là cái cây cam thảo nó không có đẹp, chứ mình thấy nó đẹp. Cây cam thảo nó đẹp lắm chứ các bạn, nó không đẹp sao được. Đẹp. Nói chung là cái cây nào mà khi nó sung đó các bạn, khi mà nó sung á, nó đủ độ nó rồi, nó chín mùi rồi, nó mới khoe sắc được. Với lại cái chế độ chăm sóc mình nữa nha các bạn. Nếu mình chăm sóc tốt thì nó ra cái hoa khoe sắc đẹp lắm. Chứ nó không đẹp là không đúng, nó đẹp. Nhưng mà nó ở cái chế độ nào mình chăm sóc, phân thuốc này kia cái nọ, nói chung là. Thì cái cây Long Thành này mình ghép ra để mình nhân giống cho các bạn, chứ một cây mình lai riết nó suy luôn à. Nên mình ấy mình nhân giống ra để mình lai. Thôi buổi sáng mình lên mình quay video mình tâm sự với các bạn về vấn đề cái câu hỏi của các bạn hỏi là anh ơi, người ta em thấy một cái cây người ta bán cánh đơn cũng vậy mà có 50 ngàn, còn có cây gì lên cả triệu bạc, là người ta dựa vào đâu để người ta định giá được một cái giá trị của sản phẩm? Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn nó như thế. Giá trị của một sản phẩm sẽ bằng giá trị vật chất cộng với giá trị của cảm nhận người mua. Người ta thích là người ta mua, còn không thích thì cho người ta cũng không thèm. Vậy nha. Thôi buổi sáng mình lên mình cũng quay tí xíu video mình tâm sự chia sẻ với các bạn để làm niềm vui trong ngày. Thôi một ngày mới thì cũng như mọi khi Hoa Ba Trồng luôn luôn lúc nào cũng cầu chúc cho các bạn luôn luôn được bình an, làm việc hiệu quả, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người.